Hàng ngàn năm qua, người dân Bhutan vẫn truyền nhau về một loại linh dược trên dãy núi Himalaya có khả năng trị bách bệnh. Trong kinh sách ghi lại rằng loại linh dược này là một lời thề ước của Phật và là vật chất thần bí cứu giúp con người thế gian trong thời mạt pháp. Thánh điển Vedas của Ấn Độ xem nó là trụ cột của trường sinh, còn y học truyền thống Tây Tạng xem nó là linh dược trị bách bệnh. Vào đầu xuân, khi thực vật còn chưa sinh trưởng, ngoại ô thành phố cổ Baro thuộc Bhutan vẫn là một vùng đất trơ sỏi đá. Nơi đây có rất nhiều vách đá treo leo, nhưng được cho là nơi sản sinh ra loại linh dược kỳ lạ này. Trên những vách núi cao ngất ấy, có thể thấy rõ những dệt màu đen xen trên nền đá trắng tựa như một bức tranh thủy mặc. Dấu vết màu đen đó chính là một trong những sản vật trân quý nhất thế giới hiện nay, một loại linh dược thần kỳ mang tên Hỷ Lai Chi. Hỷ Lai Chi hay Si Lát trong tiếng Phạn có nghĩa là chinh phục đá. Theo tiếng Nepal thì được hiểu là sự ban ân của thiên nhiên. Từ góc độ khoa học địa lý, nguồn gốc Hỷ Lai Chi có thể truy về hàng triệu năm trước, thời điểm hình thành dãy Himalaya. Vào thời đó, rất nhiều thực vật trong biển và trên đất liền bị dồn ép vào sơn mạch này. Sau hơn triệu năm trong núi đá lạnh giá, chúng phân giải thành một loại nhựa đen tự nhiên. Đến mùa hè, khi thời tiết nóng lên, chúng mới có thể chảy ra khỏi khe hẹp trên vách núi. Theo Thánh điển Vedas, con người đã sử dụng Hỷ Lai Chi khoảng 3.000 năm trước và coi nó ngang tiên đan linh dược. Người ta gọi nó là nguồn gốc sức mạnh, là căn nguyên trường thọ hay là mật hoa của chúng thần. Trong bốn bộ y điển quy học truyền thống Tây Tạng cũng ghi lại rằng nó là vật mà Phật Dược Sư nguyện gia trì để cứu giúp chúng sinh trong thời mạt pháp. Người ta phát hiện những con khỉ ăn Hỷ Lai Chi thường sống thọ hơn, thông minh hơn và cũng ít sinh bệnh hơn những con khỉ bình thường. Theo người dân địa phương, nếu có người bị bệnh, chỉ cần lấy Hỷ Lai Chi cho người đó ăn, dù là bất cứ bệnh tật gì cũng sẽ chuyển biến tốt. Thế là mọi người cũng học theo bầy khỉ, thu thập Hỷ Lai Chi trên vách núi dựng đứng để dưỡng sinh. Tuy nhiên, việc thu thập này vô cùng khó khăn, và người mới tìm được một người, đồng thời cần phải có giấy phép của chính phủ mới có thể hành nghề. Đặc biệt, điều khiến cho Hỷ Lai Chi ở Bhutan trở nên độc đáo và được bảo tồn cho đến ngày hôm nay chính là việc tuân thủ nguyên tắc của người dân. Toàn bộ sản lượng thu hoạch đều mang đến văn phòng chính phủ để cân. Mối quan hệ giữa chính phủ Bhutan và người dân là tín nhiệm đơn thuần, cũng là nét văn hóa của quốc gia Phật giáo này. Vì được chính phủ bảo hộ, người dân Bhutan cũng rất tiết chế, nên các vách đá ở Bhutan vẫn không ngừng chảy ra Hỷ Lai Chi, trong khi rất nhiều nơi khác từ lâu đã khai thác gần như cạn kiệt. Với mối quan hệ hài hòa thuận theo tự nhiên này, Hỷ Lai Chi sẽ mãi là linh dược trân quý gắn kết con người với thần Phật. Tinhhoa.net, kênh thông tin đặc sắc chọn lọc những bài viết bổ ích về văn hóa, truyền thống, tâm linh và bí ẩn cuộc sống. Nhớ like và share Facebook để không bỏ lỡ những video mới nhất bạn nhé!